shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục trong chế độ đó là tử chiến nha mọi người. Cơ bản là đây thì nó là một chế độ chơi game vô cùng là thú vị luôn. Và anh em cũng rất là ưa thích nên là mình sẽ làm thêm những video về chế độ đó là tử chiến nha anh em. Đầu trận thì tất cả mọi người sẽ có 500 vàng và anh em có thể đó là lựa chọn cho mình những cái khẩu súng ở đây. Thì mình khuyên anh em đó là hãy mua cái khẩu súng lục đó là M500 nha mọi người. Đây và mình đang cố lượn lờ ra ngoài xem là có ai không đây. Chế độ tử chiến tức là anh em sẽ chơi 4v4, một trận chỉ có đó là 8 người chơi. Cái đậu xanh này, hai team squad thi đấu với nhau đó là team của bạn và team của kẻ địch. Ok ok, chạy ra đây để sơi luôn cái thằng này nhỉ anh em. À nó chạy kìa, đứng lại em ơi. Làm gì ngoài đấy vậy? Ui, nữa này anh em ơi. Sơi luôn cho nó nhỉ, sơ tái cho nó luôn này. Ơ cái đậu xanh này bắn tôi. Khá là căng thẳng mọi người ạ. Đây, chạy tạm ra ngoài này. Từ từ, trước hết là mình sẽ quần máu cái đã anh em ạ. Nói chung là chơi game thì anh em cẩn thận một xíu thì các bạn sẽ sống rất là dai. Và cái việc anh em kiếm được top 1 trong chế độ tử chiến nó vô cùng là đơn giản. Thì tranh thủ ngày hôm nay thì mình chia sẻ kinh nghiệm lấy top 1 tử chiến của mình cho mọi người này. Đấy, dành cho những anh em nào mà cảm giác là chơi game tử chiến này nó khó khăn. Ơ cái đậu xanh này. Thế kia. Làm gì ở đây vậy Hải ơi? Úi dồi ôi, chiến thắng luôn, rất là đơn giản luôn nha mọi người. Và cái kinh nghiệm mua đồ của mình, đấy là anh em lựa chọn mua súng trước. Còn lại nếu mà thừa tiền thì các bạn mua mũ và giáp thôi. Còn lại thì mình thấy là những cái đồ như kiểu là bom keo này, rồi là lựu choáng này, lựu đạn này, cũng như là mìn thì nó cực kỳ là phế. Hoặc là nó sẽ không giúp ích được gì nhiều cho anh em. Chủ yếu là các bạn lên được cái khẩu súng ngon. Ngoài ra thì mũ và giáp nó cũng rất là quan trọng. Đấy thì nó là cái cách chơi của mình. Còn ngoài ra thì anh em là có thể là có được những cái cách chơi khác thì mình không nói ở đây. Được chưa mọi người? Team cho nó ở ngay phía trên mà thôi. Ui, em ấy coi chừng nhá. Coi chừng là xanh mộ với anh nhá. Ui, cái đậu xanh nhảy xuống luôn cả. Ngáo Hải ơi, ngáo Hải ơi. Ok nó một này. Thằng bạn nó ngay ở trên này. Cái đậu xanh này lên luôn để xử cho nó anh em ạ. Để anh xem là các chú sống dai nổi không này. Rồi ok luôn, chiến thắng luôn. Và mình đã nhận được thêm 1.600 vàng nhá mọi người nhá. Ok. Đến màn này thì mình sẽ lựa đó là mua cái giáp 3 đầu tiên luôn. Cũng như là một quả bom keo nữa. Mình thấy là bom keo nó cũng cần thiết mọi người ạ. Đấy anh em mua một quả duy nhất thôi. Còn anh em mua nhiều thì nó sẽ tốn bom keo của mọi người nhá. Chúng ta hiện tại đang chiến đấu ở cái vòng bo của nhà máy điện nha anh em. Tức là anh em nhìn thấy trên bản đồ nó sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Ui cái đậu xanh, thằng nào ngáo vậy? Vãi trưởng. Hai thằng này mà tôi ghép đội ngẫu nhiên cho nó chơi ngáo vãi trưởng anh em ạ. Mới đầu trận cho nó bắn thùng dầu luôn. Thế công nhận là thua thật. Nên là người ta mới có câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu thôi công ạ. Đậu xanh không hiểu sao cho nó làm mình tốn máu luôn này. Thế nên là bây giờ là mình không có full 200 máu là... Ui, game này khá là khó khăn đây mọi người ạ, không đơn giản đâu. Thôi thì cố gắng chơi cẩn thận một xíu, chúng ta lại còn kiếm tôm nữa nhỉ mọi người. Ui, cái đậu xanh. Nó hạ gục bạn số 4 của team mình rồi. Đẩy qua luôn làm sao. Ui, ở ngoài còn người nữa. Vãi trưởng đâu vậy? Đây à, đây à? Ok ok, đây hả em ơi, làm sao anh có P90 này. Thế như là thằng bé nó chơi Sky anh em ạ. P90, mình nghĩ là sẽ ăn được này. Sẽ ăn được Sky luôn nhá. Đơn giản là một khẩu súng tiểu liên bắn ở gần. Với lại một khẩu súng trường bắn ở gần thì súng tiểu liên nó sẽ có lợi thế hơn. Ok, combo rất là chuẩn luôn. Một súng trường, một súng tiểu liên. Ska nó là một khẩu súng mà mình vô cùng là ưa thích mọi người ạ. Bởi tốc độ bắn nhanh cũng như là cái lượng đạn bắn chính xác nó vô cùng là cao. Mặc dù là đam là có thể là hơi thấp một chút nhưng mà đấy là không là vấn đề gì cả. Ui, cái đậu xanh thế nào vậy? Thằng nào sao băng keo vậy em ơi, mình không có lựu đạn nên là từ từ. Sấy luôn băng keo nhỉ anh em, sao phải ngại nó nhỉ. Đơn giản là không phun máu nên là chơi game hơi xoắn một xíu. Ui vãi trưởng. Còn lại 35 máu này, cứu đồng đội nhanh. Đừng đừng, đừng bắn đây. Đừng bắn đây cái đậu xanh này. Ok, nốc rồi nhé em ơi, mày tính là chơi anh mà được hả.
Ui thôi xong, không kịp rồi mọi người ạ. Bây giờ mình với lại cái bạn số 3 đang còn rất là ít máu luôn nhá. Mình còn 14 máu và bạn ấy thì chắc là cũng còn rất là ít thôi, cực kỳ là ít máu luôn mọi người ạ. Game này hơi căng rồi nha. Nhưng mà không sao cả, bên địch thì chỉ còn lại có một người. Ok, hai túi máu, quần máu luôn và sao phải ngại nhỉ. Kia rồi anh em ạ. Tôi thấy thằng cuối cùng kia rồi. Thế này thì có mà nó sanh mộ với tôi không ạ. Rồi chạy đi em ơi. Bo thì càng ngày càng thu nhỏ và team mình đã win 2 trận rồi, chỉ cần là win thêm 2 trận nữa thôi. Top 1 sẽ đến với team mình. Úi dồi ôi, đứng đây làm gì vậy, canh ai vậy em ơi, nhận được 2.000 điểm trong trận này luôn. Quá là ok luôn anh em ạ. Rồi nha, lúc này có luôn MP40 chơi, một khẩu súng sấy cực kỳ là đã tay. Cái giáp 3 mình nát quá nên là vừa mua cái giáp 2 anh em ạ, xài tạm vậy. Chứ nói thật với anh em là mặc cái giáp nó level cao hơn nhưng mà nó đã bị nát rồi thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều mọi người ơi. Ok, let's go vòng 4/7 rồi, nếu như mà team mình win trận này nữa thì sẽ được top 1 luôn anh em ạ. Lượn lờ xung quanh mấy khu để coi, ui cái đậu xanh. Thì kinh nghiệm chơi game của mình đấy là anh em khi mà anh em chạy trước cả team ấy thì các bạn cố gắng gọi là kiếm cho mình được những cái vị trí mà vượt thủ của bắn nó ok. Nói chung là anh em không chạy lông nha lông nhông lộ liễu thì các bạn sẽ có cơ hội sống dai. Đấy là những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi. Khi mà anh em gọi là đuổi theo chúng nó mà gặp nguyên động yêu quái 3-4 đứa đứng chung một chỗ thì tốt nhất là anh em nên chạy. Đây rồi, thằng nào đây? Uầy, bắn căng phê nhỉ, không đùa đâu. Không đùa được đâu em ơi, nóc này. Chuẩn bị lên bản đánh số nha em ơi. Quá đen cho chú luôn rồi. Như này thì đội mình đang có một lợi thế rất là ok nhá. Đúng rồi anh em ơi. Giờ team địch chỉ còn lại hai người thôi anh em ạ, hai đứa. Đây rồi một đứa đấy. Mày chạy đâu Hải ơi. Yes, top 1 luôn rồi. Quẩy lên nào anh em. Và đây chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với một trận tử chiến đó nha mọi người ơi. Ok này, thì mình chuẩn bị cái trang bị đầu tiên M500. Một cái trang bị mà hầu như là anh em nào cũng mua rồi. Nhưng mà kẹo thì vẫn muốn nhắc lại cho anh em là anh em nên mua cái khẩu M500. Anh em không nên tiếc tiền để làm gì cả. Hoặc là các bạn mua mấy cái trang bị linh ta linh tinh. Thật sự là M500 bắn đầu trận rất là tốt. Tốt hơn UMP rất là nhiều luôn, kể cả về lượng đam cũng như là khả năng bắn xa. Đấy. Rồi ok, như vậy là team địch là chúng nó ở ngay phía trước mặt mình thôi anh em ạ. À, để coi nào, chạy qua luôn nhỉ anh em. Tôi mà phải ngại cái bọn rơm rơm này cỡ. Ok ok, kia rồi, làm gì đấy em ơi. Thấy chưa anh em, đam rất là mạnh luôn, 45, gọi là 45 đam. Khi mà anh em bắn một viên đạn, chắc là kẻ địch này, thằng này nó chưa có giáp mà thôi. Không sao cả, hình như là còn mấy đứa ở phía sau này nữa cơ. Ui, á đù, làm gì vậy. Không biết là còn người nữa hay không nhỉ. Ui hai đứa luôn, ui ba đứa luôn. Vãi trưởng, gặp ngay động yêu quái rồi. Không sao cả này, lên bảng này. Đúng rồi, làm sao. Anh sợ gì các chú. Ui dồi ôi, chiến thắng luôn và nhận được luôn 2.000 điểm trong trận này. Như vậy là đã xong vòng thi đầu tiên rồi anh em ạ. Đấy, vòng đầu tiên luôn. Anh em chiến thắng thì nó vô cùng là có lợi thế. Ok anh em, và đây thì mình hết tiền mất tiêu rồi, chẳng có tiền mua được gì nữa thì có mỗi cái cây MP40. Nhưng mà cây này ấy, thì chơi nó cực kỳ là chất lượng rồi anh em ạ. Thề luôn anh em ạ, cây này anh em cân cả team squad luôn cũng được. Nếu như mà kẻ địch không có súng tiểu liên ấy thì cây này nó là vô cùng là bá đạo. Cũng như là so sánh giữa khẩu P90 với lại MP40 thì MP40 nó hơn hẳn luôn anh em ạ. Đấy, nó phá giáp rất là tốt luôn. P90 chỉ được cái nhiều đạn thôi. Bình tĩnh anh em ạ. Chúng ta gọi là phải chạy lòng vòng một xíu đấy. Gọi là để né kẻ địch anh em ơi. Thấy anh rồi Hải em ơi. Úi dồi ôi, làm sao đấy, nốc rồi nha. Ở đây đang còn người nữa này anh em ơi. Cuốn máu cái đã. Ui, thấy nó rồi anh em ạ, nhưng mà chưa dám công ra vội này. Cái đậu xanh này anh em tập bắn súng tiểu liên thì vừa nhảy vừa bắn. Chơi game như thế này thì kẻ địch nó đỡ thế nào được anh em. Ok, quần máu cho full cái đá mọi người ạ. Ui, cái đậu xanh. Gì vậy em ơi? Thằng bé nó tính sấy mình luôn này, vãi trưởng này. Mày sấy anh thì anh sấy bạn chú nhá. Ok, có túi máu rồi. Mình sẽ cố gắng gọi là quấn cho nó nhiều máu một xíu. Chơi game cho tự tin. Với 3 túi máu thì ok. Gọi là quấn đủ luôn được 200 máu. Ui, vãi trưởng.
Đồng đội số 3 của mình đã bị gục rồi, còn lại mỗi số 2 này. Team địch thì còn lại một đứa, mình không lo cho lắm. Quan trọng là phải phun máu cơ. Phun máu không phải ngại gì cả này. Ơ, thôi có khi là chờ đây, chờ bạn ấy chạy vào rồi là mình cứu luôn anh em ấy, cho nó tự tin này. Nhanh bạn ơi, bò vào đây hộ cái, cơ bản là mình không có bong keo đâu nên là bạn chịu khó bò vào nhá, rồi mình cứu luôn. Nhanh nào, lâu vậy, kẻ địch nó lại hạ gục cả tôi lẫn ông thì ôi vãi trưởng. Đây ok ok, cứu ngay, hợp lý nhờ anh em nhờ. Rồi ok, đẩy lên. Làm sao, thằng quê ở đâu? Ở ngay trên đấy hả? Ok, chiến thắng vòng 2/7 luôn. Ok, với 1.600 tiền thưởng thì chúng ta nên mua cái khẩu súng nào đây anh em? Mình nghĩ là anh em đã đoán được rồi phải không? Ok, mình vừa mua thêm khẩu FAMAS. Đơn giản là cũng chỉ đủ tiền để mua khẩu đấy thôi. Chứ nói thật với anh em là mình thích SCAR hơn. Nhưng mà SCAR với lại FAMAS thì mình chơi đều quen tay cả nên là mọi thứ nó rất là bình thường. FAMAS thì bắn đạn trùm 3 viên một phát bắn nên là nó cực kỳ là chất lượng. Nói chung anh em bắn ở gần ấy nó cũng có lợi thế. Bắn ở xa thì anh em gọi là bắn kẻ địch nó cũng khá là ổn anh em ạ. Được rồi mọi người ơi, để mình chạy qua tạm đây cái đã. À, thấy người rồi nhé. Làm sao đấy mày? Ui, anh em thấy chưa? Đang của FAMAS này rất là mạnh luôn nha anh em ơi. Cái đậu xanh này làm sao? Ui, cái đậu xanh làm sao em ơi? Đồng đội bắn gục hộ mình cả rồi nha em ơi. Lên trên luôn, đẩy lên. À, đây rồi, thằng nào đây? Thằng nào đây? Vãi trưởng, còn lại 37 máu. Cái kiểu như là mình sắp lên bảng điểm số rồi nha em ạ. Chiến thắng luôn vòng 3 này. Vô cùng là nhanh chóng luôn anh em ạ. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Đây sẽ là vòng thi cuối cùng. Nếu như mà team tôi chiến thắng ở vòng 4 này thì top 1 sẽ thuộc về team của mình. Ok, mình đã có trang bị được đấy là một cái giáp 3 này, một cái mũ 2 này. Khá là ổn đấy. Xem kẻ địch nó sẽ ăn tôi kiểu gì các ông ơi. Ở cái khoảng thời gian chờ đầu trận anh em không thể di chuyển, nhưng mà anh em là có thể là thực hiện những cái động tác luôn. Nói chung là thực hiện những cái điệu nhảy cho vui thì được anh em ạ. Rồi nha, tiếp tục đẩy lên luôn. Làm sao đấy, team địch hiện tại đã còn đủ 4 thành viên, nhưng mà mình tin là mình sẽ hạ gục cho nó sớm thôi anh em ạ. Chạy qua luôn coi nào, làm sao, các chú ở đâu, các chú ở chỗ nào kia rồi anh em ơi. Nó vừa chạy qua đây này. Ui, gọi là nguyên một động yêu quái luôn, không sao cả, bình tĩnh. Úi dồi ôi, shotgun Hải em ơi, tuổi gì mà chơi được với MP40 Hải em ơi. Ok ok, trong kia còn người nữa, đẩy lên luôn. Làm sao, chỗ nào? Đây hả, đây hả, cứu nhau này. Trời ơi, nốc hai đứa rồi. Ok ok ok, còn lại thằng cuối nữa. Thôi xong, 4 cân 1 thì có mà sống sao nổi đây anh em ơi. Chắc là nó đang kiếm chỗ trốn rồi, win luôn. Uầy, đồng đội mình bắn gắt ghê vậy. Yes, và lại được thêm một nữa rồi. Có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Và nói chung là anh em cố lên nhá. Với những cái kinh nghiệm mà mình đã chia sẻ thì chúc anh em được top 1 trong chế độ tử chiến nhá. Bye bye mọi người.